Con mẹ này đẹp nhờ. Con mẹ này đẹp thật nhờ. Tai nó thẳng đứng luôn này. Audio Jungle. Việt Nam chó bản địa, Mai Ngọc Sơn Hà Giang xin kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa mồ côi. Ngày hôm nay là những ngày đầu của tháng 12 năm 2021. Việt Nam chó bản địa lại tiếp tục cùng em đi vào bản mông đi săn chó mồ côi. Và đây là cái bản mà chúng ta sẽ đến này. Ngày hôm nay thì thời tiết là khá là đẹp. Trời thì rất là nắng ấm. Anh em thấy này, chỉ có toàn núi và núi không. Xa xa thì có những cái ngôi nhà của người dân nơi đây. Hiện tại thì em vẫn chưa biết là nhà chủ nó ở đâu. Phải gọi điện xem nào để nhà chủ chỉ xem nhà ở đâu. Alo. Chị ơi, nhà mình ở đâu nhỉ? Em đến bản mình rồi. Đây. Có cái nhà bé, nhà bên dưới đường ấy. Ở nhà đầu tiên luôn à? À thế à? Ở nhà đầu tiên luôn đúng không? Đấy, chị đang đứng ở trước sân đây mà. À vâng vâng vâng, được rồi, thế thì để em xuống nhé. Vâng vâng. Rồi ok anh em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nhà chủ để xem đàn chó nó như thế nào nhé. Nhà chủ. Đây nhà này đây à chị ơi. Nhà này đây à? Không biết nhà ấy. Đâu chị đưa em đi xem cái đàn chó vậy. Ừ. Đây là con mẹ của nó đây đúng không? Ừ. Con mẹ này đẹp nhỉ. Con mẹ này tai dựng đứng luôn nhỉ. Đẻ được mấy con và cộc hết này chị? À, để được 4 con cộc hết cả. Bốn con này là đực hay là cái? Hai đực hai cái à? Con mẹ đẹp nhờ, con mẹ tai thẳng đứng luôn nhờ. Ê, tút 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 tút. Con mẹ này đẹp nhờ. Con mẹ này đẹp thật nhờ. Tai nó thẳng đứng luôn này. Việt Nam chó bản địa, Mai Ngọc Sơn Hà Giang xin được giới thiệu tới anh em một đàn chó cộc bản mông hoang dã. Mẹ cộc trắng. 4 con cộc hết luôn, tỷ lệ cộc 100% luôn. Con mẹ rất là đẹp luôn anh em chúng ta thấy này. Con mẹ này buổi tối trong nhà có tốt không? Ừ. Chó rất đẹp luôn. 4 con này là mấy được mấy cái hả chị? Hai con đực, hai con cái đúng không? Việt Nam chó bản địa xin được giới thiệu tới anh em một cá thể chó cộc xù đực nha. Rồi, chị quay cái mông nó về đây, xem nó là cộc tít hay là nó là cộc thỏ này. Đấy. Cộc có quýt đấy nha. Rồi, chị thử mở đây nào, nó có đốm lưỡi nhiều. Ôi, con này đốm nhiều luôn kìa. Đốm lưỡi rất nhiều luôn kìa. Quá đẹp luôn. Bây giờ là đến con thứ hai. Quay cận cảnh cho nên con số 2. Còn con này là con cái đúng không? Con cái này cộc quả quýt luôn kìa. Cộc đẹp luôn nhỉ. Đẹp thật. Cá thể chó cái. Chị của em thử mở lưỡi xem nào, nó có đốm lưỡi không? Đốm hết mà, con đốm hết. Đốm hết đúng không? Con thì là đốm lưỡi đúng. Con này là con cái. Đấy. Ui, con này còn đốm nhiều ấy, đây này, thấy chưa? Con này đốm nhiều luôn này. Chị quay cái mông rồi này. À, được rồi, kệ nó. Đấy, như thế này này. Bảo hành cho anh em cộc chuẩn luôn. Tút 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 tút. Rồi,
tiếp theo. Còn con này là con cái đúng không? Con này là con cọc tịt luôn này nhỉ. Đấy, rất đẹp luôn này. Tút 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 tút. Quá đẹp luôn nhỉ. Ừ. À, chị thử mở lưỡi thế nào. Con này thì trắng tinh luôn này. Nhìn như là bạch tuyết luôn này nhỉ. Bây giờ thử xem lưỡi nha. Ui rồi, con này lưỡi đen nhiều luôn, chị mở lại đi. Đấy, chị mở lại này. Đấy, lưỡi đen nhiều luôn này. Đấy, quá đẹp luôn. Cá thể chó cộc cái, con này cộc tịt luôn. Con này cộc tịt giống mẹ luôn. Chó rất đẹp luôn. Tút 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 tút. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo cá thể có cuối cùng là cá thể chó đực. Ê, con này là con đực đúng không chị? Ừ. Con đực này là đuôi cọc thỏ nhỉ. Đầu thủ rất đẹp luôn. Bọn này sau này tai mới dựng hết thôi, bởi vì căn bản là con mẹ nó tai dựng nhỉ. Ê, tút 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 tút. Chúng ta cùng quan sát cá thể cuối cùng, cá thể chó đực. Úi giời. ngã rồi. Cá thể chó đực này. Rồi, chị hộp mở lưỡi thế nào. Thế nào, con này nó có đốm lưỡi không nào? Mở cho anh em xem nào. Ừ, con này cũng đốm. Đấy, đốm lưỡi không? Chị hộ em mở mồm con mẹ có đốm lưỡi nhiều không? Wow. Ừ, con mẹ đúng nhiều xưa nhỉ. Con mẹ này mắt sói lửa luôn này nhỉ. Mắt hoang dã luôn nhỉ. Quá đẹp luôn. Rồi, anh em đọc tiếp có thể liên hệ theo số điện thoại 0334827912 hoặc truy cập vào nick Zalo 0334827912. Anh em hãy cùng tiếp tục like, đăng ký và chia sẻ kênh Việt Nam Chó Bản Địa để có những clip mới nhất về chó bản địa Việt Nam.